Facebook. You wanna be on my Snapchat? Can you get off your phone, Kim? You haven't done anything to help out mom and dad yet. You know what really needs help? What? Your love life. What did you say? Hai đứa, không có giỡn nữa nè. Lo lau giọng đồ tiếp đi kìa. Đi con. Kim, mở cửa đi con. Chắc là chú cường thằng Thơm qua đó. Dạ. Thôi, để coi con gái phải lau dọn tới đâu rồi nè. Trời ơi, Kim. Ồ, chú. Lâu gặp con. Ừ. Tình chào quá con. Really? Yeah. My parents tell me I look like what I did. Trời ơi, chú nó ghê đó. Ừ. Chuyện ba con nha. Ok, ok. Anh. Ôi, Cường. Dạ. Lâu quá không gặp, khỏe không mày? Khỏe anh. Trời ơi, mà mày tình trai ghê anh. Anh ơi, em đang thiếu tiền sự anh. Tiền sự cho em không? Tao làm gì có đồng nào mà phải bả đó. Chị kêu quá. Ô chị, ô má ơi. Chị đẹp gái quá chị. Trời chị. Chị ơi, cái beauty của chị á, không bằng ai đâu chị. Chú Cường, có liền sự cho con không? Nhỏ này. Trời ơi. Tiền anh bánh mì chứ không có mì cho con. Con nhỏ gì mạnh vậy mày? Giỡn anh. Sốt. Oh, Tom. How's it going? Good, I'm good. Có tâm sự gì không? Oh, right. You know the rapper 50 Cent? Mm-hmm. I'm a apprentice now, 50 Cent. Wait, what? Your rapping's worth 50 Cent? We'll say hi to your parents. Dạ, chào thầy. Dạ, chào cô chú. Chào cháu, khỏe không? Dạ, khỏe, dạ, khỏe. Dạ, cô có mang nhỏ trái cây cô gọi được không cô? Trái cây nhìn túi có bao nhiêu tiền đó cô gửi lại. Dạ, khoảng... Bro, why are you lip-syncing? I didn't want to carry. Didn't. Thôi, hết nhiêu tiền đó cô gửi lại đi. Dạ, khoảng bao nhiêu cô? Tự đợi xíu mất tiền đi. Nè, hôm nay cầm 50 cân vô cô cho tiền nó ăn đó. Cảm ơn cô. Isabel, you're coming over, right? We're gonna practice for hồi chiến tắc. Alright, về má cho con đi chút nha, con về. Ok, con đi đi, để kiếm nhà phụ má rồi. Thôi em về nha anh. Chúc nữa. Ôi, chúc nữa qua chơi à. Chúc nữa qua chơi à Tom. Kim, vô đây má biểu. Con lấy cái cây con vỏ đó xếp mâm quả đi. Okay. Nhớ là còn thơm vừa nó xài thôi đó nha. Dạ rồi, để cái nào, cái nào. Má. Gì? Má làm tội phải không? Đúng rồi. Thật sự, má nấu cái gì mà nghe mùi chơi quá vậy? Did you smell all of this mom again? Nói cái gì kỳ cục, nãy giờ má đang nấu thịt kho trứng dưới bếp. Sorry má, I love nước mắm. Nghe mùi là biết ngon đi, ăn xong chất xỉu luôn á. Trời ơi. Trời ơi, sếp mắm có quả gì nãy giờ không xong vậy mà còn xấu nữa chứ. Nó thấy đẹp ghê quá. Anh qua đây xếp mâm con quậy giùm em, nhớ để em xuống coi mọi người coi chứng. Không sao, để đó anh xếp cho. Không có gì đâu. Why'd you eat that then? Mà nè, anh nói này nghe nè. Tối nay á, mà em có hứng á, anh với em mình làm miếng nước mắm nha. Kiếm quá disgusting dad. Disgusting. Mày biết cái gì mà nói. Nhỏ mà có bỏ nha. Nè ba. Xếp đi. Để ba xếp. Đùng rồi câu. Cái thằng này. Đi làm gì làm đi mày. I'll do something useful. Y'all ready for this? Raindrop, drop top, sweeping the floor in Toronto, gangly fever, then what? Con nó nói là xuống ăn Kim. Con làm gì vậy? Dạ, con đang quét nhà, bỏ cái chỗ xuống, không quét nhà nữa. Sorry. Anh sao nó nói đó? Nãy giờ anh lo xếp trái cây, đâu có để ý nó làm cái gì đâu. Trời, cái thằng này thật vô dụng quá đi. Thôi, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó, em la con làm cái gì? Ba. Con. Sao má bực mình nhé? Phong tục nói là ba ngày Tết con không được quét nhà con à. Ngày Tết mà con đi quét nhà là con quét luôn tiền tài rồi khí vận của gia đình mình ra khỏi nhà đó con. Thôi ngộ kéo quá vậy. Kim, vô đây má biểu. Dạ. Con lấy mâm ngũ quả để làm bàn thờ đi. Ba hãy cho con xin mâm ngũ quả nha. Rồi, đây, bưng cẩn thận nha. Okay, I was born for this, so I got this. Đi từ từ chừng té đó. Trời ơi, cái thằng này sáng tới giờ không có nhờ được cái gì chứ. Nó bất cái mâm ngũ quả nó không xong nữa. Con biết rồi má, it's just some fruit that mày giữ vậy. Cái thằng này mày hôm nay giống
mà ngất thì sao? Why do I have to do all this for people I've never met? Cũng lại thì được cái gì? Thế được sức khỏe hả? Thế được may mắn hả? So it goes to doctors. Nothing matters. Phẫu thuật này, phẫu thuật nọ. It's all useless. Hơi dụng về một chút đó. Nhưng mà nói thiệt tình muốn giúp em dọn dẹp nhà chuẩn bị Tết mà. Mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy em chỉ bảo con nhẹ nhàng thôi, nó có cần phải la mắng nó. Còn con nữa nha Kim, ba má dạy con bao nhiêu lần mà không được hưởng với người lớn, đặc biệt là với ba má. Mấy bữa nay ba má bở hơi tai ra chuẩn bị Tết cho cả nhà, chỉ đã để cho tụi con được vui, được chơi thôi. Cho nên má mới xì chén, mới cấu gắt hơn thường ngày một chút. Mà cũng không có nghĩa là con được quyền lớn tiếng nói chuyện với má như vậy. Con phải hiểu, ba má qua đây bỏ hết mọi thứ ra phía sau, tất cả chỉ là để cho tụi con có được một tương lai tốt hơn, tươi sáng hơn. Chứ ba má nè, đâu có được cái gì. Mà đã qua tới bên đây rồi, đất lạ xứ người mà mình còn không cố để có được cái Tết truyền thống, thì coi như bỏ luôn quê hương đi con à. Mình cũng mong bà, đâu phải vì tiền, đâu phải vì may mắn hay tài lộc, mà mình cúng thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Không có ông bà thì làm gì có ba má, chứ nói gì mà mày đứng đây. À má, à, con xin lỗi má, bữa nay con hổ với má quá. À, má cũng xin lỗi con, nếu lẽ má không nên quá tay với con như vậy. Thôi, hai má con lành lành vậy là được rồi. Ba biết á, là Tết của con và má thì khác nhau nhiều lắm. Tại vì con sinh ra bên này, cho nên Tết đến con chắc là một cái gì đó rất là lạ lắm. Nhưng mà Tết thì vẫn là Tết thôi con à, đúng không? Chỉ là dịp để gia đình mình quay quần lại nè, cùng đón năm mới với nhau, hiểu chưa con? Dạ con hiểu rồi ba. Ừ. Mai cho con sắp xếp bàn thờ và tình hình con chắc nha. À thôi con sắp xếp bàn thờ tiếp đi, để mai xuống bếp dọn cơm. Để em phụ bên làm nước mắm cho. Diễn đi. Thôi cả nhà dọn dẹp cho mấy đứa nhỏ nó diễn nè.